Hai chị đi lồng căng không bỏ lên cho cái kệ cho mẹ cái hả, lồng khăn bỏ lên kệ cho mẹ. Ủa làm gì? Ôi trời ơi. Hát hả? Chuẩn bị học múa cô chú ơi. Ra tự mang giày vô được không? Ha, phải cần sự giúp đỡ của mẹ. Hả? Ê, cô chú ơi, hôm nay trời ơi cái ngày hôm nay đẹp quá, có nắng nè, rồi tuyết chảy bớt tan bớt nè. Cô chú coi chay nè, hôm qua mới mua được cho nó đôi giày mang thấy thương ghê không? Trời ơi, đôi giày mang thương ghê không? Sành điệu dữ trời. Gì? Đi. Hả, con nhìn snowman hả? Snowman từ từ tan chảy rồi. Hết giờ, hết giờ. Đây 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 hết giờ. Thì đó, từ 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 coi có tuyết thêm là mình build snowman khác. Giờ chị đi học múa nha. Làm sao? Cái dòng sông đó mà giờ xuống cái là bị té xuống rồi á. Cái gì nữa vậy? Cái gì? Oh, it's a happy face. Để coi coi cái này là happy face hả? Trời mẹ không nhìn ra luôn con, nhìn ra mẹ con thấy hay đó, con hay đó. Đi đi đi. Ê, cái mắt kiến đâu rồi? Cái mắt kiến đâu rồi? Xong đeo mắt kiến vô. Ở ngoài xe, đúng rồi, mắt kiến để ngoài xe rồi. Bởi vậy mới mốt bước ra ngoài đường là phải đeo mắt kiến vô nghe chưa? Ở mặt nó kìa. Coi nắng chói nó không có thích nắng à cô chú. Hả? Cái đó cây cỏ đó chứ gì vậy? Lẹ lên. Cô giáo đang chờ, bạn đang chờ kìa. Lâu quá rồi chưa có đi múa, không biết lục nghề chứ không biết. Tay chân biết cứng ngắc chứ không biết. Hả trời? Con này là mỗi lần nó đi là nó nhìn ven đường nó cũng làm ghê lắm. Thầy lẹ lên nha. Đôi dài đó là con làm nó ướt. Gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Như bức tranh. Sao vậy? God bless you. Thôi đi đi, thôi đi đi, đừng đi mệt quá. À, mẹ thấy rồi, hết rồi, hết rồi, hết hết tuyết rồi. Hôm nay trời đẹp quá, bởi vì mẹ mặc cái áo khoác nhẹ cho con là con thấy rồi. Nó ướt gì ngày nào trời cũng vậy ha. Trời cũng 3-4 độ như vậy là khỏe nè. Quá ấm luôn. Không, hình như nay không phải 3-4 độ đâu, nay là chắc 7-8 độ á. Đó. Trời ơi. Vậy là bữa nay đi rửa xe được chưa ta? Coi cái xe nè. Màu vàng lên nó sạch dễ sợ không? Em mời công chúa. Coi chừng nha công chúa. Lâu quá trời không đi bơi này cô chú ơi. Hôm nay thời tiết rất là mát nên là khỏe cho mấy đứa này. Đứa nào cũng mặc đồ hả, mà nói chung là cũng 3 độ C. Nhưng mà đứa nào cũng cái gì đó. Mặc đồ này chi tại vì cũng 3 độ mà. Mặc mấy áo mấy cái quần vậy đó. Này lớp có mấy bạn mới luôn hả chị ta ơi. Nhìn mặt sao thấy có đứa lạ nè. Ngồi kế bên trái con trai nhá, con bé này nhìn thấy lạ nè. Lớp trưởng cũng vẫn còn đó. Rồi ai cũng đặt cái váy màu hồng, có bả ba chơi váy màu tím mà khác người không? Ai cũng đòi mẹ hết, giờ sao mấy bạn này giờ đi đòi mẹ hết. Bà xí soạn không, bà thấy người ta ra kiếm mẹ người ta, cái bà cũng ra bà kiếm mẹ người ta, bà nói mẹ mẹ con lạnh, má xạo dễ sợ luôn á. Tại vì mấy con bé này nè, nó lạnh á. Đâu có lạnh đâu, trong đó có lạnh đâu, trời ơi, bà này vô
vô ra mà mặc áo vô. Kéo quân lại đằng đây rồi. Chơi kìa, coi chơi kìa. Trụ lớp trưởng lúc nào cũng đứng đầu. Lớp trưởng nó khác đâu không? Cười cười, cô nói là phải cười. Trời ơi, bà chơi giờ bà đi ra chót bà đứng luôn rồi bà được phải không? Bà làm cái gì trời? Làm gì nó nói sorry nhỏ, nó làm gì nhỏ này, nó làm gì không? Nghe cái tưng tưng đó. Lớp trưởng mặt nghiêm túc bây giờ. Lớp trưởng mặt rất là nghiêm túc. Nó làm gì đứng nó nhấn rồi. Rồi đi nhảy cái tưng giống như con nhảy cò nữa đó. Con bà kìa. Con bà chay này, tới bà chay này rồi. Cô kêu nó nhảy đi, nó chịu, nó không chịu nhảy. Nga giờ đi xa lùi, lên hụt lùi, đó lớp trưởng. Cứ nhìn té lớp trưởng này. Con bà này người ta chưa kêu bà, các bà đâu bà đi rồi có được không bà? Trời ơi. Hồi nãy nó đứng ra ngay cái vị trí lớp trưởng, đứng cái lớp trưởng lại, lớp trưởng nhìn nó cái nó đi xuống đằng chót, nó đứng luôn không thấy nó đâu cô chú ơi. Nó bị lép dưới lớp trưởng này. Cô giáo giờ đeo tập về cho hay gì ta, nó buồn ha. Bé này là đưa lên nhỏ đi lớp nè. Chạy đâu rồi? Bám gì mà làm gì buồn mày. Trời, đáng lứa gì kì vậy? Để chắc phải mua mấy cái đầm ra nó giống với cái máy của cái đầm của mấy đứa con bé. Ủa mà mấy đứa bé này cái đầm của nó là mặt làm sao vậy ta? Để cho thấy cái đầm này sao nó bó hai cái đó cũng khó hay sao? Đó, giữ chưa? Quá đẹp luôn. Có được không? Đợi đứng tự nhiên đứng sát vô người ta chi không? Đó, làm người máy đó, làm robot đó à. Đâu rồi, nhảy đâu mất tiêu rồi. Cần cù ru nhảy đâu mất tiêu rồi.
Trời ơi, đứa nhảy ngồi đây chú gác luôn. Đi về chỗ đi chị hai. Nhảy đâu mất tiêu vậy? Trời đất ơi. Che mặt quần ở trong nổi quá nha chàng nha. Út 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 út. Học cái lớp này được cái là 45 phút nên nó nhiều hơn là cái lớp mấy lớp kia 30 phút, 45 phút. Lớp nhạc cũng 30 phút, lớp bơi cũng 30 phút, qua đi bơi rồi đó cô chú. Mà không có quay thôi. Mặt này có mặt à. Mặt là cả các máy ngố làm nhìn ngây thơ rồi đó. Làm ta đây là ngây thơ rồi đó. Cái quần nó khó chịu ở trong hả sao ta ơi. Nay đứa nào cũng đơ 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 đơ. Trời trời đụng con ta chi vậy trời. Trời ơi trời trời ơi, coi chịu đời nổi không? Chịu đời nổi với mấy bà không? Giữ chưa? Giữ chưa? Giữ siêu dẻo mà à, siêu muối dẻo. Jay, Jay, everybody, come here, Jay, Jay, Jay. Jay, do you want to look at yourself? Come here. Here, Jay. See? Ra đây, ra đây với mẹ coi. Nói nghe nè, Jay, đi. Lấy cái này ra đi, lấy cái này ra đi. Hả? Lấy cái đó ra đi. Con lớn rồi, con đeo đó thì nhìn thấy mắc cỡ quá chà. Đây, đây, mày đeo vô cho, đây, mày đeo vô cho, đừng có làm hư tóc, để mày đeo vô cho. Hả? À đem giống em đó đó phải không? Ok. Đây. Okay, now you have an audience. Just like what we're going to do at the big recital. Okay, now ready position. Show me ready position. Cái này là giống như là này là giống như là để cho tụi nó chuẩn bị tháng 6 này là tụi nó đi lên cái sân khấu để biểu diễn á. À, chơi bộ trang phục này dữ nha. Chay nó đội giống như nó đi bắt ếch vậy.
Giống như nó đội như bắt ếch vậy đó, nó trợ nó để đục con bé anh ta. Tự nhiên đang đứng lên màu đỏ không vừa đứng coi được không? Lại đây mẹ biểu ai? Lại đây mẹ biểu ai? Lại đây mẹ biểu ai? Trời ơi, con này. Everybody, one more time, and we're going to try to sing as loud as we can for Mom, because she's videoing it, and then you can have it to practice, okay? Okay, ready position, hands on my knees, and get ready to do all the moves that I'm doing with you, okay? So that way you can practice at home. Here we go. Swing of the star, take two. Here we go, stand up, Jay. Hurry up, stand up. Bounce, bounce, bounce. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. Carry your moonbeams. And be better off than you are. Would you rather be a mule? A mule is a animal with long, funny ears. He kicks up at anything he hears. Jump and turn. His back is shake, 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 shake. His brain is jump and turn. He's just plain stupid. Show me the mule. Đi lên, khỏi khỏi đợi, đi lên. Hả, muốn đợi hả?